Rồi có con quy sành mới đó nè anh em ơi. Giá tầm khoảng 20 ngoài à, dưới 30. Cái này đời mấy anh nhớ không? Thấy còn mới quá vậy. Không có coi. Hả? 22 rồi. Rồi khoảng 22. Xe mới chát à. Xe thì không chạy trước nha, kể cả cái vỏ xe còn rất là mới nè. Cơ đô là 3.000 km. Xe chạy được 3.000 nha anh em. 3.000 mấy. Với chiếc xì bo với đi đường nè. Mười mấy củ khoai anh em ơi. Mười mấy triệu hả? Mười mấy đồng mà. Ui là trời. Bề dớt luôn đi nè. Xe bằng muốn rẻ hơn chiếc quay mới nữa. Có chiếc Bobio 150 nè anh em ơi. Hết luôn nha. Quay Bobio này máy móc làm sao anh? Xe này mới chát mà. Là mình bao gin ha, cửa hàng bao gin ha. Xe chưa sơn phết, dặm tốt. Còn về cái phần mâm dành đầy đủ, chưa sơn. Dàn áo là không chạy xước đó. Giá nhiều, giá cửa hàng. Giá này chắc trên dưới 40 chút đỉnh. Tầm giá 40. Rồi như cái con này sao anh? Con này cũng tầm giá 20 ngoài. Hai mấy ha. Máy móc sao? Máy móc 10 gin, bao gin hết. Xe chưa dặm tốt, sơn phết, mâm dành đầy đủ. Chưa thay gì. Đây. Rồi ai có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hiện trên màn hình ha.